Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn theo dõi Giang TV nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món đặc sản Tây Bắc. Đó là thịt sấy, thịt lợn sấy nha. Đây nhà tớ đang rất sấy rất nhiều. Không nhiều lắm đâu, nó đủ dùng thôi này. Nó vàng ươm luôn. Sáng nay trưa nay vừa ướp thôi. Mà bây giờ sấy đẹp này. Ngon, cực ngon luôn. Đấy, giờ giới thiệu với món sấy nhá. Do khâu chuẩn bị mình đã làm trước nên bây giờ mình chỉ giới thiệu qua cách làm thôi, hướng dẫn các bạn cách làm rất đơn giản. Hôm nay mình làm con lợn, làm thịt con lợn 60 cân, miền Bắc hay nói là 60 cân, miền Nam là 60 kg. Đấy, đến giờ chưa được ngủ đây, 22 giờ nhá, bây giờ 22 giờ đêm nhá. Đấy, để ngày mai có hàng cho các bạn đây. À, nhìn chưa, thích chưa, mới sấy chưa được 5 tiếng thôi, nó đen, nó đỏ, nhìn nó đỏ, nhìn ngon dã man luôn. Tối nay được ăn thử rồi nhưng mà ngon lắm. Sấy thủ công nhá. Gia vị trước hết thì mình ướp muối khoảng 30 phút, sau mình vớt ra mình mới ngâm với gia vị. Mình cho gia vị vào cái bột ớt này, tỏi này, gừng này, nước mắm này, mì chính và cho thêm sả và ngâm khoảng 2 tiếng. Nhà mình ngâm lâu và bình thường chỉ ngâm 1 tiếng thôi, mình sấy được rồi. Cái này ngâm 2 tiếng, mình ngâm 2 tiếng sau mình mới sấy. Và cái mẻ thịt sấy này đang chuẩn bị cất rồi nhá, chuẩn bị cất được rồi, nhưng mà chờ vợ cho mấy đứa đi ngủ đã, xong mình mới cho keo cao lên để nguội, sáng mai đóng gói. Anh em bà con cô bác ai có nhu cầu thì cứ mạnh dạn alo nhá. Cái thịt sấy này nha, đây khoảng 20 cân thịt mình sấy thì được bằng này nữa thôi, chắc khoảng được 5 cân là cùng. Đấy, ví dụ 2 cân thịt tươi, hiện tại giá thị trường đang là 90 hoặc 100 nghìn một cân, thì nó rơi vào 1.800.000. Và mình sẽ tính ra 5 cân là bao nhiêu tiền. Mình sẽ cả công sấy, cả gia vị, tùm lum tùm la nữa. Mình chỉ lấy cân 300 nghìn thôi, cân 300 nghìn thôi. Ai có nhu cầu thì mình sẽ gửi và chuyển phát nhanh đến bất cứ nơi nào ai có nhu cầu nhá. Toàn miền Việt Nam, miền Nam, chỉ cần có địa chỉ, số điện thoại và chuyển thanh toán chuyển khoản qua Vietcombank hoặc Agribank thì mình sẽ chuyển phát nhanh cho tất cả các bạn ai có nhu cầu để thưởng thức món thịt sấy. Đây là món thịt sấy làm bằng tay nhá, không làm thủ công, không có qua ấy hết, rất là mất nhiều thời gian luôn. Đấy. Còn nếu bà con cô bác mua, ai có mua nhu cầu mua thì tùy mức độ xa hay gần thì với mức giá là 300.000, hiện tại mấy mẻ đầu tiên cho nên mình chỉ bán giá rẻ thôi để mọi người thưởng thức và thử, và sau đấy thì mình sẽ làm và điều chỉnh. Nếu hiện tại bây giờ mẻ đầu tiên gọi là vừa làm vừa khuyến mại nhá, tức là mẻ sau mình sẽ làm và sẽ lên một đơn hàng chuẩn chỉnh và để cho bà con có nhu cầu nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Nếu bà con có nhu cầu nhớ chia sẻ và đăng ký và theo dõi để theo dõi video tiếp theo nha. Hiện hôm nay là món thịt sấy bản nha, thịt sấy bản này. Nhìn thích chưa? Ngon chưa? Đây lửa đang hoàng nha, mình đun lửa nha. Do là mình dân tộc Tày cho nên là cái gì cũng gỗ, làm bằng gỗ thôi. Yeah. Vâng, bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo, nhớ theo dõi nhé.